chào mừng toàn thể anh em quay trở lại kênh của Văn Trường. Thì đầu clip mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em. Và trong clip này thì mình xin phép giao lưu với anh em một cây mai. Nói chung là cái mai này cũng khá lớn. Thì bác nào mà hay anh em nào mà có nhã ý mấy em này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Và bây giờ mình sẽ đi đo thông số, một số thông số cụ thể, và mình sẽ quay kỹ cho anh em xem. Bởi vì cây này giá cả nó cũng hơi cao, vì vậy cho nên là mình cũng sẽ cố gắng kỹ nhất có thể và quay cố gắng là đẹp nhất. Thì bây giờ là cái van của nó thì hôm trước mình đo rồi. Hiện bây giờ là mình quay phim có một mình cho nên mình đo không được. Thì anh em thông cảm, đây là cái van đây, từ đây sang đây. Cái hoành ấy, nơi gọi van hơn nơi gọi là hoành, thì là hoành của nó là 89. Chiều từ cái cành đầu tiên, thì từ mặt rễ này anh em, lên tới cái cốt cành đầu tiên đây là khoảng tầm là 32 phân là nó lên cành này. Thì tổng số là số cành nó có là đây, mình sẽ quay kỹ. Và bộ đế thì anh em cũng thấy là bộ đế là khá là lực, bộ đế là đế nôm và trải đều tứ diện toàn bộ cây, rất là lực. Nói chung bộ đế của cây này rất là lực. Củ cây này thì nó có hiện tượng là muốn nở, nó phình anh em ạ. Đó, mình sẽ quay kỹ anh em. Đây này, do hôm trước là mình nói thật anh em là hồi ngày xưa mình trồng cây này 8-9 năm rồi, mà hồi trước mình trồng hơi thấp, thành thử là bộ đế mình phải moi sơ ra cho anh em xem. Chứ còn cái chậu này của mình còn đôn thêm cái miếng tôn lên 20 phân đấy, cho nên là nó khó, cho nên là mình phải bới sơ ra cho anh em xem. Bộ đế là lực, nói chung là cái rễ đây của nó là cả ngoằm tay này nha anh em. Bộ rễ rất là lực, mà củ đế thì nở. Đây. Kín hết nha anh em, kín hết chứ không có chỗ nào mà hở hay là chỗ nào hở hay là cái đâu. Đây, nói chung là bộ đế này thì nó dài ra tầm tới cái mặt chậu này thôi, bởi vì hôm trước mình đào bầu, ngày xưa mình đào bầu cái cây này thì mình về mình trồng hồi hơi thất bại, trồng hơi sâu. Còn mình sẽ đo van cành lớn nhất cho anh em xem thì cái van cành nó khoảng bao nhiêu. Cái cành đây là van của nó 45 nha anh em, nguyên một cái cành thôi là van 45. Thì cây này là có dáng là dáng đào. Bộ đế thì anh em xem kỹ nha. Bộ đế của mình là rất là lực. Tóm lại là bộ đế này cũng không thua các bộ đế của dòng mai khác đâu anh em. Thì nói nhiều không bằng thực tế, thì mình phải thực tế anh em xem kỹ sẽ hơn. Và bây giờ mình sẽ quay xa một tí để mình sẽ đo chiều cao và bề ngang 8 cây cho anh em tham khảo. Tổng chiều cao của cây này khoảng tầm là 3m50, tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 3m50 nha anh em. Cành rất chi là khỏe to, bề rộng của nó áng lượng khoảng tầm là cũng 3m5 đến 3m7 chiều rộng. Thì cây này nói chung tóm lại là cây này cũng hơi khủng, cho nên là bác nào nhắm được thì alo trực tiếp cho mình. Và các loại cành là nhìn rất đều nha anh em. Anh em thấy là cành là cực kỳ đều này. Đó. Còn những cái cành này nhỏ ở trên đó, là đều bộ, toàn bộ là cành ghép. Còn cành rin của nó là cành to đó nha anh em. Cành rin của nó là ví dụ như cành rin nó tới đây này. Đó, còn đây là mầm ghép này. Thì cây này mình ghép lâu rồi, bây giờ vết ghép thì không thấy đâu anh em. Do nó cũng nhiều năm quá rồi. Bộ khung quả tán này thì nếu nhà bác nào mà có biệt thự mà đặt mấy cây này thì thôi thiên hạ không đối thủ đâu. Nói tóm lại thì cây này đánh xét về tổng quan thì mình cũng xin chia sẻ thật với anh em là loại này cũng khá đẹp. Bởi vì dáng này dáng đào nha. Cây này dáng đào. Lồn lực. Đó. Không khuyết chi khuyết tàn gì hết. Đều từ A đến Z. Cây này là nguyên thủy, nó là cây mai trồng ở nhà.
Mình mua cây này là được 8 năm rồi. Thì nay nói chung cũng thiếu thốn này. Tao lưu lại nha. Cây này thì nụ rất là nhiều nha anh em, vì mai cúc mà nụ rất là nhiều, nhưng mà theo mình nghĩ thì những cây to thế này thì ít ai mà quan tâm đến cái nụ mai lắm, bởi vì chủ yếu là quan tâm đến thế cây và dáng cây là chủ yếu, vì những cây này nó cao, rất là cao tiền. Thì mình cũng xin phép báo giá luôn mà anh em, đó là giá chuẩn xác là 250 triệu, là anh em nào mà có nhã hứng hay là ưng sở hữu cụ mai này thì alo trực tiếp cho mình. Đây này nha, quay thực tế rất là to đó. Đều dày đặc nổi cốt thì nó ra còn ra nữa anh em, nó ra rất là dài này. Hôm qua thì mình có moi ra mình kiểm tra nó đi rất là xa nha, nó ra tới ngoài này cơ, nhưng mà hồi trước mình trồng nó hơi cạn nên hơi thất bại, định cẩu lên nhưng mà thôi cẩu tốn kém quá. Thì giá cả là mình ra như vậy. Còn anh em nào có nhà ứng ý thì xin liên hệ trực tiếp cho mình. Thấy.